Chào mừng các bạn tới với Excel trong tí tắc, mình là Hebum. Trước khi vào bài học, chúng ta hãy download file theo hướng dẫn bên dưới, sau đó chọn nút phân giải video để tăng mức độ trải nghiệm của chúng ta lên. Chúc các bạn học vui vẻ nha. Thì cái này là một case study, có bao giờ các bạn quan tâm là những cái chi phí nào nằm trong top 5 hoặc là dưới top 5 không? Và làm sao cái cách trình bày để mình xem là chi phí đó hợp lý qua từng năm hay không, hay theo từng tháng nó như thế nào hay không. Thì các bạn qua cái bài này ấy, thì các bạn sẽ hiểu về nó và cái cách làm sao để mà đối chiếu báo cáo một cách nó dễ dàng hơn ha. Rồi các bạn hãy download cái file phía dưới dùm mình ha, đăng ký và download file dùm mình, sau đó cùng thực hành ha. Rồi việc chúng ta là mở bài 6-18 lên ha, top 5 ha. Rồi sau khi làm á, thì chúng ta sẽ được ra một cái báo cáo dạng như thế này: năm bao nhiêu ha, chi phí như thế nào ha, và actual như thế nào. Thường thường cái này á, mình sẽ coi như thế này thì nó sẽ rất là hay hơn. Mình sẽ xem giống chi phí worker này thì qua các năm chi phí thay đổi ra sao và nó như thế nào ha. Hoặc là theo từng tháng thì các bạn kéo tháng vào thì coi được nha các bạn. Thì cái cột chia này nó sẽ phía lên là filter ha. Đây, nếu các bạn, nếu mà mình muốn thì mình sẽ kéo cái này qua ha, và kéo từng tháng xuống này thì mình sẽ xem qua từng tháng như thế nào. Nhất là đối với các bạn mà làm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp thì xem qua từng tháng nó có cái biến động nhiều không này. Đây, ví dụ như tăng 4.000 thì 4.000 đó là gì ha, thì các bạn có thể rêu đa xuống và coi xem mức độ như thế nào ha, xem nó thay đổi như thế nào ha. Rồi giờ nhiệm vụ của chúng ta thì mình, những cái case study lần trước thì mình đã giới thiệu về database rồi. Sau khi những cái báo cáo trên section báo cáo GL thì mình sẽ làm ra được một cái báo cáo tổng hợp dạng như thế này, và sau đó mình pivot nha các bạn. Rồi bấm vào ha, các bạn bấm Ctrl Shift, sau đó kéo qua rồi kéo xuống ha, cái mũi tên ha, rồi các bạn vào thả insert thêm table cho mình ha. Rồi sau đó mình sẽ kéo ra cái expense ha, là P&L này, rồi item ha, rồi tháng ha. Đầu tiên là năm sẽ là tháng này, đúng không? Rồi cái thứ hai là năm ha, cái thứ ba là P&L ha. Đó, như thế này, và kéo làm sao kéo thực tế ra ha. Rồi sau đó mình format cách nghe các bạn. Format này. Rồi, number ha. Rồi ok. Đó. Ok cho các bạn. Rồi tiếp tục cho các cái ô nó không có cái guideline dưới này ha. Rồi mình sẽ thay đổi về cái design một xí cho nó đẹp hơn ha. Mình thích màu xanh đi. Đó được cho các bạn. Rồi giả sử như mình muốn là design thêm cái gạch gạch dòng thì các bạn bấm vô hai cái này ha, thì có gạch dòng cho mình ha, dễ nhìn hơn ha. Ví dụ như mình lấy năm của năm 2012 ha. Giờ làm sao mình lấy cái top 5 thôi ha. Đó. Rồi top 5 cái chi phí này này thì mình lấy thêm cái item ra nghe các bạn. Đó. Ví dụ như là giờ mình chỉ lọc thằng expense top 5 thôi. Đúng không? Mình không quan tâm revenue và cost thì mình sẽ làm như thế này. Thì cái này là gồm có bao nhiêu mã bạn các bạn? 14 mã ha. Giờ mình lấy top 5 thì các bạn làm như sau. Đầu tiên á, là chúng ta lọc ha. Chúng ta sẽ lấy thêm 5 đi, kéo cái 5 xuống nữa đi cho nó vào, cho nó vui. Rồi đây item ha, lọc thêm các 5 mình lọc hết ha. Rồi giờ làm sao lấy top 5 ha, chi phí cao nhất ha. Rồi mình sẽ bỏ cái này lên tạm ha. Rồi giờ làm sao này lấy top 5 cái chi phí nhiều nhất có thể. Rồi các bạn vào này, đầu tiên các bạn chọn ở đây ha, chọn P&L ha, chọn item ha. Rồi các bạn vào value filter ha. Rồi top 10 ha, thì chuyện thành là top 5 ha. Rồi item ha các bạn. Rồi những cái như item này, sum này. Rồi là phần trăm thì mình đã chỉ ở những bài trước rồi. Giờ mình chỉ item ha. Ok, nó ra top 5 cho chúng ta rồi nè. Giờ các bạn muốn coi theo năm đúng không? Các bạn kéo qua cái. À, theo năm của mình ha. Rồi có sự biến động như thế nào ha. Rồi về cái vấn đề mà lấy năm trước trừ năm sau ra số tiền như thế nào thì những bài trước mình đã chỉ cho các bạn rồi. Các bạn cố gắng coi clip trước ha. Rồi từ cái bài này á, thì chúng ta sẽ biết được sự biến động qua các năm dựa liên quan đến các cái chi phí này. Và mình có top 5 các loại chi phí cao nhất này, đúng không? Rồi nếu các bạn không muốn thì các bạn bỏ lọc đi ha, thì nó ra cho mình ha. Rồi các bạn bỏ lọc cho mình này. Đó, hai tầm này các bạn bỏ ha.
rồi các bạn bỏ lọc ha. Thì các bạn á, kéo cái clear này ra này, clear hết mọi thứ ra là nó ra cho mình ha. Về cái vấn đề revenue nó kéo lên trên cùng á, thì mình cũng đã chỉ những cái bài trước rồi, các bạn coi lại clip ha. Nếu các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa thì cho mình một like và một chia sẻ. Đặc biệt hãy đăng ký cho mình ha, để mình ra những video tiếp theo.